rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong kênh tin tức sau Việt ngày hôm nay. Và Đan tin chắc chắn rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ mang lại cho quý vị những thông tin nóng hổi nhất để quý vị thực sự có những giây phút thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin nóng nhất và mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng nhau đến với những thông tin nóng nhất của ngày hôm nay. Thanh xuân của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, người thương trộm nhớ nhiều vô kể và sở thích lạ kỳ. Ngắm lại nhan sắc thời trẻ của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân khiến người hâm mộ phát sốt vì quá độ xinh đẹp ngọt ngào. Thời thanh xuân, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân nổi tiếng đa tài và sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Nhìn hình ảnh hiếm hoi năm 30 tuổi của Hồng Vân khiến ai nấy đều ngỡ ngàng, vẻ đẹp thuần khiết ngọt ngào của tượng đài nhan sắc một thời đúng tim bao người. Theo lời của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, thời con gái, cô sở hữu chiều cao bao người mơ ước là 1m65 và cân nặng 49, vóc dáng cực kỳ thon thả. Tuy nhiên sau khi sinh con, chiều cao tăng 2cm, khiêm tốn, nhưng cân nặng thì phát triển chóng mặt. Từ đấy trong nhà cô không bao giờ xuất hiện hình bóng của chiếc cân nào. Mua cân nào về là đập cân đó, tôi không cho phép cân xuất hiện trong gia đình mình, Hồng Vân chia sẻ. Hồng Vân tự nhận bản thân mình là sát cô hồn cậu, cá tính mạnh, nên thời trẻ chị không bao giờ yêu đơn phương ai. Nhưng người thương trộm nhớ chị nhiều vô kể. Nữ nghệ sĩ cho biết hồi đi học chị nhận được rất nhiều thư tỏ tình trong học bàn, đến nỗi không thể nào đếm xuể. Thanh xuân của Hồng Vân khiến bao chàng trai say đắm. Hình ảnh xinh đẹp của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân năm 30 tuổi. Cho đến khi theo học trường cao đẳng nghệ thuật sân khấu, Hồng Vân gặp Lê Tuấn Anh và cả hai nhanh chóng phải lòng nhau, nhưng chỉ vì những hiểu lầm không đáng có. Hai người đã chia tay, dường như định mệnh đã sắp đặt 10 năm sau Hồng Vân gặp lại Tuấn Anh lần nữa. Lúc này cả hai đã thất bại trong hôn nhân trước đó. Quyết định hàn gắn rồi trở thành người một nhà. Từ đây nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân ngày càng thăng hoa trong công việc. Còn diễn viên Lê Tuấn Anh giải nghệ và lui vào hậu trường chăm sóc con cái. Đến với Lê Tuấn Anh, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã có hai con là Xí Ngầu và Trêu Phi. Sau này cô và Lê Tuấn Anh có thêm một cô con gái dễ thương tên là Bí Ngô. Vừa là diễn viên, vừa là bầu show, vừa là doanh nhân. Vai trò của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cũng gặt hái được thành công. Bận rộn như thế, nhiều khi không có thời gian chăm sóc cho bản thân. Thế nhưng nghệ sĩ Hồng Vân vẫn luôn làm trọn trách nhiệm của một người mẹ, người vợ trong gia đình, năm người một cách êm ấm nhất. Mới đây, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cũng gây chú ý khi lần đầu tiết lộ thú vui lạ của mình thời trẻ là thích chơi búp bê. Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ, thời điểm Xí Ngầu, con gái đầu của cô với người chồng đầu tiên chỉ mới được 2 tuổi, nhưng cô thường xuyên phải đi diễn xa nhà, xa con gái, bé bỏng. Cô không nguôi thương nhớ con, Hồng Vân đã ôm một búp bê đạo cụ và liên tục mặc đầm cho nó. Thật khó tin, búp bê này lại giống với con gái Xí Ngầu lúc 2 tuổi đến 99%. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân tên đầy đủ là Ngô Đặng Hồng Vân, sinh năm 1966 tại Hà Nội, nhưng quê gốc của chị ở Bắc Ninh, sau đó lại cùng vào gia đình thành phố Hồ Chí Minh sinh sống lúc 9 tuổi. Gia đình không có ai làm nghệ thuật, nhưng Hồng Vân nuôi dưỡng giấc mơ sân khấu từ bé và quyết tâm theo đuổi nghiệp diễn. Nữ nghệ sĩ gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp. Sau tất cả ở tuổi 53, điều khiến Hồng Vân hài lòng hơn cả không phải là sự nghiệp mà là mái ấm gia đình bên người chồng điển trai và ba đứa con ngoan ngoãn. Vợ đại gia nhắn nhủ đến con gạo nếp gạo tẻ dịp 3 năm ngày cưới. Đến hiện tại cả hai không phải sống xa nhau nữa mà nam diễn viên đã sang Mỹ định cư cùng gia đình vợ. Hoàng Anh là một trong những diễn viên điển trai xuất hiện với hàng trăm nhân vật trên sóng truyền hình. Anh rất quen thuộc với khán giả miền Nam và gần đây nhất là vai công trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Chưa từng công bố hẹn hò với ai trong quá trình làm nghề, nam diễn viên bất ngờ kết hôn với vợ Việt Kiều và đến nay họ đã có chung với nhau một cô con gái đáng yêu. Anh tạm gác công việc để sang Mỹ sống cùng vợ con, bà xã nhắn nhủ nam diễn viên nhân dịp 3 năm ngày cưới. Cách đây vài giờ trên trang cá nhân, vợ của Hoàng Anh đăng tải dòng trạng thái chúc mừng cả hai cho cột mốc 3 năm trở thành vợ chồng của nhau. Chị Như Quỳnh tâm sự, 25 tháng 2, 2017, 25 tháng 2, 2020, hôm nay đúng 3 năm ngày cưới của vợ chồng mình đã trải qua những thăng trầm vui buồn trong cuộc sống. Nay thì còn lời thêm cục vàng là bé Nu, càng sóng gió khi vượt qua được lại càng trân trọng gia đình nhỏ của mình hơn phải không ông xã. Cũng giống như ông xã từng nói với bà xã, không ai trên đời này sinh ra đã hợp nhau, vì tình yêu mà cùng nhau cố gắng thay đổi vì nhau mà thôi, hãy cùng nắm tay nhau vượt qua hết quãng đời còn lại nha anh. Bà xã và Nô sẽ mãi luôn yêu Bani, gia đình là số 1. Cách đây 3 năm, cặp đôi diện áo dài đỏ rực cùng nhau làm nghi lễ tại Việt Nam. Giữa bao lời chê bai và sự chênh lệch diện mạo tuổi tác, nhưng cặp đôi vẫn nắm tay nhau đi đến hạnh phúc. Đến nay, họ đang có cuộc sống khá bình yên và xuất hiện thêm cô công chúa đầu lòng giúp cho tổ ấm thêm trọn vẹn. Hoàng Anh quyết định sang Mỹ vì cách xê không đủ sống.
Khi đám cưới, vợ chồng nam diễn viên vẫn ở xa nửa vòng trái đất. Lúc bà xã sinh con gái thì anh có thời gian sang phụ chăm sóc vợ con. Tuy nhiên Hoàng Anh vẫn sống ở Việt Nam để theo đuổi công việc nghệ thuật. Tuy nhiên có thời điểm phim ảnh truyền hình như dừng chân, cách xê không đủ để đủ sống. Mà anh phải ở xa tổ ấm nên Hoàng Anh quyết định sang Mỹ một thời gian. Việc không chứng kiến con gái lớn lên từng ngày là điều khiến anh rất buồn, vì thế Hoàng Anh nhanh chóng sang nước ngoài để ở cạnh bé. Hiện tại anh đã bắt đầu quen với cuộc sống ở Mỹ. Dịp Tết vừa qua, cả gia đình cũng tranh thủ về Việt Nam đón năm mới. Khán giả hy vọng anh sẽ sớm có điều kiện di chuyển giữa hai nơi để tiếp tục tham gia nghệ thuật. Hòa Minzy kỷ niệm 1.000 ngày yêu với bạn trai đại gia Minh Hải. Hòa Minzy và bạn trai đại gia Minh Hải đã dành cho nhau những giây phút hạnh phúc và vô cùng ngọt ngào suốt gần 3 năm qua. Hòa Minzy chính thức công khai mối tình với bạn trai đại gia vào đầu năm 2018, sau thời gian tìm hiểu nhau. Có thể thấy từ đó đến nay cặp đôi vẫn luôn thu hút sự chú ý của mọi người qua từng chia sẻ trên trang cá nhân. Được biết trong năm 2019 khi giọng ca Rời Bỏ tuyên bố dừng hát một thời gian, cũng là thời điểm đó rộ tin đồn người đẹp mang thai. Không chỉ thế, tin đồn Hòa Minzy bí mật sinh con đầu lòng vẫn là chủ đề gây bàn tán của công chúng. Kỷ niệm 1.000 ngày bên nhau thương nhau vợ chồng mình. Để có cuộc mốc đáng nhớ, chị cả của gia đình Hoa Dâm Bột mới đây đã chia sẻ trên trang Instagram hình ảnh gần 3 năm bên nhau cùng bạn trai đại gia. Cụ thể, người đẹp sử dụng phần mềm tính bắt đầu yêu đến nay. Trên hình, giọng ca Rời Bỏ đã để dòng chữ 1.000 ngày vợ chồng mình bên nhau thương nhau. Tính đến thời điểm hiện tại, cặp đôi không ngần ngại dành cho nhau những lời nói ngọt ngào trên trang cá nhân. Hòa Minzy khoe hình kỷ niệm 1.000 ngày bên nhau với bạn trai đại gia, những hình ảnh ngày đầu yêu nhau của cặp đôi. Nữ ca sĩ từng quỳ gối hát bài cầu hôn tặng Minh Hải. Đầu tháng 6, 2019, Hòa Minzy đã khiến nhiều người tại phòng trà và bạn bè thân thiết ngỡ ngàng khi bất ngờ quỳ gối cầu hôn bạn trai đại gia đúng kỷ niệm 2 năm ngày yêu nhau. Đáp lại tình cảm của bạn gái, Minh Hải đã quỳ gối xuống hát theo những câu hát trong bài cầu hôn. Ngay sau đó, cái ôm đầy tình cảm của cặp đôi khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Hòa Minzy quỳ gối cầu hôn bạn trai tại một phòng trà ấm cúng và lãng mạn, anh hạnh phúc ôm bạn gái vào lòng. Khoảng thời gian yêu nhau, cả hai hạnh phúc nắm tay nhau đi du lịch nước ngoài. Minh Hải cũng chứng tỏ bạn trai cũ năm khi thường xuyên mua những món hàng hiệu đắt tiền dành cho bạn gái. Khoảnh khắc đẹp ngọt ngào mà cả hai đã dành cho nhau. Điều đặc biệt, xuân Canh Tý 2020 vừa qua, nữ ca sĩ còn về quê bạn trai để đón Tết. Hòa Minzy từng chia sẻ bạn trai là người thấu hiểu, luôn bên cạnh động viên và an ủi. Từ trước đến nay, mình luôn cố gắng gồng lên mạnh mẽ, không muốn để ai biết khi nào mình buồn. Rồi gặp được bạn Hải, bạn làm mình như được trở về làm một cô gái đích thực, chẳng cần mạnh mẽ, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, muốn điên thì điên, làm trò gì thì làm, cãi nhau tung tóe hay nhõng nhẽo chuyện trên trời thì bạn Hải vẫn ở đấy. Đến hiện tại, nữ ca sĩ luôn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của bạn trai trên mạng xã hội. Cô còn được phụ huynh và bạn trai từng nấu ăn cho mình thưởng thức. Điều này cũng minh chứng cặp đôi sẽ sớm làm đám cưới trong thời gian không xa. Hương Baby lên tiếng về thông tin ly hôn với ca sĩ Tuấn Hân. Sau khi tiếp nhận thông tin ly hôn ca sĩ Tuấn Hân sau 6 năm chung sống, hot girl một thời Hương Baby đã quyết định lên tiếng. Mới đây, nam ca sĩ Tuấn Hân thể hiện sự bức xúc trên mạng xã hội về tin đồn anh bị vợ là hot girl một thời Hương Baby đòi ly hôn sau 6 năm chung sống vì không thể chịu được thói ăn chơi trác táng của chồng. Tuấn Hân viết, ít khi tôi phản kháng mấy chuyện này vì sống có người yêu người ghét, nhưng cái thứ không biết đúng sai tôi không lên tiếng thì mọi thứ càng đi xa. Không chỉ thể hiện thái độ bức xúc về thông tin sai, Tuấn Hân còn khẳng định anh và vợ vẫn đang chung sống rất hạnh phúc. Không để như lời đồn thì phải có cái báo cáo tình trạng hôn nhân nhà em đang rất hạnh phúc. Êm từ trong và ấm từ chân, Tuấn Hân chia sẻ. Rất nhiều bạn bè fan hâm mộ của vợ chồng Tuấn Hân đã thể hiện sự đồng cảm với tâm trạng của Tuấn Hân và lên án những người truyền tải thông tin thất thiệt. Trao đổi với Tuấn Hân, Hương Baby nói về thông tin ly hôn chồng, cô thẳng thắn cho biết: không có chuyện tôi ly hôn anh Hân, hôn nhân của chúng tôi rất viên mãn. Tôi và chồng đều đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn gian khó, nên luôn ý thức được tầm quan trọng của hạnh phúc gia đình. Do đó cả tôi và anh Hân luôn coi gia đình là số một và vun vén cho tổ ấm nhỏ. Chúng tôi đều rất bức xúc khi đọc được những thông tin này, không hiểu người tạo ra tin đồn nhắm tới chúng tôi vì mục đích gì. Trước giờ tôi ít khi lên tiếng về chuyện trong nhà, tuy nhiên để mọi chuyện không đi quá xa, tôi quyết định đính chính. Hương Baby còn khẳng định nhờ có Tuấn Hân, tôi luôn ở bên cạnh yêu. Mà sau 3 lần sinh để cô không bị trầm cảm. Anh Hân là người đàn ông luôn tôn trọng và quan tâm, lắng nghe cảm xúc của vợ. Tôi hạnh phúc vì anh sẵn sàng chia sẻ với tôi mọi thứ. Nhờ có anh tôi không bị trầm cảm sau sinh và điều hành trơn tru công việc kinh doanh của mình.
Chúng tôi quan niệm khi hai vợ chồng hạnh phúc, hòa thuận thì gia đình mới yên bình, con cái chăm ngoan, công việc thuận lợi, cô nói.